Minh Đường Tử Vi xin kính chào các quý anh tuổi Giáp Tý. Chúc các quý anh tuổi Giáp Tý vui vẻ, hạnh phúc và sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi Giáp Tý. Những người sinh năm 1984, trong tháng 3 năm 2022 âm lịch, chi tiết về các phương diện. Sự nghiệp tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các quý anh thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Từ vi tuổi giáp tỵ 1984, nam mạng tháng 3 âm lịch. Quý anh tuổi giáp tỷ sinh năm 1984, hay còn gọi là ốc định chi thử, chuột trên nóc nhà, ngũ hành nạp âm thuộc kim. Tuổi giáp tỷ học rất giỏi, kiến thức rất nhiều, nhưng lại không hoàn toàn thành công bằng con đường học vững thủ thiểu thời họ hay gặp tai ương, cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều, mình tiêm ẩn, sổ phải làm con nuôi người khả quý anh thường là người rất thông minh, lanh lời, cuộc sống từ trung niên trở đi thì nhiều thành công ngoài mong đợi. Đại diện cho dạp tỷ là hình tượng của chuột trên nóc nhà. Tức là tuổi giáp tỷ ẩn chứa sổ mình dễ dàng có được sự no đủ, giàu sang, tuy nhiên bản mình cũng có thể sa đọa, phải sống trư lùi. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh về vận hàng hung cạc cùng như mọi khó khăn, thuận lợi của nam mình tuổi giáp tỷ trong tháng 3 âm lịch năm nhâm dần. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, quý anh tuổi giáp tỷ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý anh cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé! Một, Tổng quan tử vi tuổi giáp tỷ nam mạng trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Quý Anh tuổi Giáp Tỵ 1984, mệnh Hải Trung Kim. Theo quan niệm truyền thống, Quý Anh được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình dễ nóng nảy. Thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiểu thuần Quý Anh có số được nhờ vờ nhiều bề. Qua điểm hiện đại ngày nay cho rằng Quý Anh luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Quý Anh là người có tài ăn nói, thuộc phải hành động tích cực, sôi nổi. Cái tôi của Quý Anh khá lớn, là người có chỉnh kiến cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, quỷ anh rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hưởng nổi khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy, hay độ kỳ của họ. Quỷ anh tuổi giáp tỵ có tính sở hữu cao, chỉ cần là thứ quỷ anh muốn thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp, với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng quyệt không dao động bởi ý kiến của người khác. Đại diện cho quỷ anh tuổi giáp tỷ là hình tượng của chuột trên nóc nhà. Tức là bản mình của quỷ anh ẩn chứa sổ mình có cuộc sống dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên cuộc sống nhiều lúc phải xa, cơ lỡ bước lâm vào con đường tù tội hay phải trốn chui lùi của chuột nhà cung ứng vào bản mình. Trừ một số ít quỷ anh tuổi giáp tỷ không bị ảnh hưởng. Còn đa phần các quỷ anh tuổi giáp tỷ sẽ hay dây vào những chuyện danh bất chính, ngôn bất thuận cả trong cuộc sống và gia đình, lần cuộc sống cá nhân của bản thân sau này. Đây có thể coi là điểm trừ trong bảng mệnh của quỷ ăn tuổi giáp tý. Trong tháng 3 âm lịch này, đối với quỷ ăn tuổi giáp tý nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, sự sự hợp lý để giải quyết được nhiều mâu thuẫn, hóa giải được những xung đột để không làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Tháng này, vận trình của quỷ ăn tuổi giáp tý có phần được tốt trên mọi khía cạnh công việc của bản mình đang có dấu phát triển theo chiều hướng tích cực. Theo đó quỷ anh đang có được dấu hiệu tăng tài, tiếng lộc quỷ anh cần vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn, điệt nắm bắt thời cơ, chăm chỉ ắt sẽ thu được nhiều kết quả đáng mừng. Đặc biệt gia cả khuyên các quỷ anh tuổi giáp tí, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quỷ nhân. Thân tỷ thiên giúp hỏa giải xung sát, chưa mời quỷ nhân, quỷ thần tương trợ, dùng để hỏa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại mang lại may mắn, bình an, giúp tăng tài tiện lộc cho quỷ anh. 2. Vận trình tháng 3 năm 2022 âm lịch của quỷ anh tuổi giáp tỷ qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp, quang vần trong tháng 3 năm 2022 âm lịch. Bước sang tháng 3 năm 2022, công việc của quỷ anh tuổi giáp tỷ bắt đầu có sự khởi sắc, giữa sự trợ giúp của tam hợp phù trợ, về bản chất, Tháng 3 âm lịch vụ là một thời điểm rất thích hợp để bạn mình xây dựng những mối quan hệ xã giao. Với đầu óc thông minh, sáng tạo và khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, bạn mình dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bản tính ích kỷ, lúc nóng nảy, lúc lại lành lùng, thường đặt lợi ích của mình lên trên hết, lại là bức tường ngăn bàn đến với thành công. Trong tháng này có Nguyệt Linh Lâm Tử cũng khiến bạn mình thường xuyên do dự, thiểu quyệt đoán không chắc chắn với những cơ hội đặt ra trước mắt mình. Quý anh tuổi dạp tỵ phải tốn khá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp trôi vượt qua trong phút chốc. Những suy nghĩ tiêu cực, bi quan cũng ngăn cản bạn thử thách bản thân. Bên cạnh đó, trong tháng có sao ngủ quỷ là hung tinh quẩy phá, cũng cảnh báo cho quý anh cần chú ý tới những kẻ có ý đồ tiếp cận mình, bởi rất có thể đó là tiểu nhân muốn lợi dụng bạn để thăng tiến. Trong bất cứ công việc gì, quý anh tuổi giáp tỷ cũng cần phải cẩn thận, suy tính kỹ lưỡng, không nên vội tin theo những lời xúi dục hoặc nền bờ ở bên ngoài để đưa ra những quyết định sai lầm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, thầy gia cả khuyên cả quý anh tuổi giáp tỷ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân. Thân tỷ thìn giúp hỏa giải xung sát, chưa mời quỷ nhân, quỷ thần tương trợ, dùng để hỏa giải thị phi, tiểu nhân hàm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý Anh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia các trực tiếp khai quang, tri chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý Anh tuổi giáp tỷ sinh năm 1984 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc trong tháng 3 năm 2022 âm lịch đối với quý Anh tuổi giáp tý. Bước sang tháng 3 âm lịch này, vận trình tài lộc của quý Anh tuổi giáp tý không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này về tổng thể thì vẫn là khá tốt bạn duy trì được những thành tích mà mình đã đạt được từ trước đến nay tháng này những người làm đầu tư kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác bạn có thể dần suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô buôn bán sản xuất để dần dần thu được những khoản lời lại lớn hơn bây giờ đối với những người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản thưởng vì những nỗ lực trong thời gian qua đây là yếu tố khích lệ bạn tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, bởi chẳng có sự cố gắng nào là vô ích cả. Mọi người đều ghi nhận công lao của bạn. Tuy nhiên, thiên quan chịu mình cũng cho thấy bạn cần phải chú ý cách cư xử với mọi người, đặc biệt là với người có vị thế cao hơn mình, đồng thời có thái độ bình tĩnh hơn khi xử lý rắc rối, nếu không. Bạn rất dễ phải tổn kém để đền bù cho những tổn thất hoặc lỗi lầm mà mình gây ra bên cạnh đó quý anh này cũng nên kiềm chế bản tình hiểu thẳng của mình không nên so đo tính toán quá nhiều với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định cần hạ thấp cải tôi cá nhân của mình xuống để nghe lời khuyên chân thành của bạn bè người thân hoặc đồng nghiệp quý anh tuổi giáp tỷ cũng nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cụ thể không nên chi tiêu bừa bãi gây tổn thất hoặc tổn kém một cách không cần thiết hãy để dành tiền tiết kiệm cho những mục tiêu xa xôi và xứng đáng hơn Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đào trong tháng 3 năm 2022 âm lịch đối với quý anh tuổi giáp tý. Tháng 3 âm lịch này quý anh tuổi giáp tý cho thấy đây là tháng vườn đào hoa đối với quý anh. Bắt việc chủ đào hoa mang lại cho quý anh nhiều cơ hội để tiếp xúc với bạn bè khác giới. Bạn hãy tự tin thể hiện bản thân, chắc chắn sẽ thu hút được ảnh nhìn của những người đối diện nếu đang có người trong lòng thì đây cũng là thời điểm để quý anh thành thật hơn với cảm xúc của bản thân quý anh không nên tiếp tục lân lựa, chờ đợi thời cơ thích hợp nữa mà nên bày tỏ thẳng thắn với người ấy rất có thể người ấy cũng đang dành cho bạn một tình cảm tương tự những người đã lập gia đình cũng được trải qua một khoảng thời gian khá yên bình vợ chồng thấu hiểu và đồng lòng khiến mọi công việc trong nhà đều được giải quyết dễ dàng hơn nhiều bạn và người ấy có thể tranh thủ những thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng tuy nhiên bạn mình cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người tiếp cận mình quá nhiệt tình. Đó có thể là đào hoa xấu, chủ động tiếp cận bạn để đạt được một mục đích nào đó. Đừng để những phụ yếu lòng khiến hạnh phúc gia đình bị lung lai. Thứ tư, về mặt sức khỏe trong tháng 3 năm 2022 âm lịch, đối với quý anh tuổi giáp tý Tình hình sức khỏe của quý anh tuổi giáp tí trong tháng này không có nhiều biến động lớn. Bạn cần chú ý vận động, rèn luyện đều đặn, không nên lao động quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đau nhức xương khớp. Quý ăn tuổi giáp tí cũng không nên coi thường sức khỏe của mình. Bạn cần xây dựng chế độ ăn uống, rèn luyện hợp lý, đồng thời có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Quý ăn tuổi giáp tí cũng cần phải biệt phong thủy nhà ở cùng có những tác động nhất định lên sức khỏe của chính bản thân bạn và các thành viên trong gia đình. Nếu trong nhà bạn có những yếu tố phong thủy chưa hợp lý, hãy thay đổi ngay trước khi điều này gây ảnh hưởng đến gia đình. Quý anh tuổi giáp tỷ sinh năm 1984, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỳ ta hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm pháp huy tác dụng tốt nhất thời gia các sẽ khai quang, trì chủ và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý anh giáp tỷ sinh năm 1984. Quý anh thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ phần trình tử vi của nam tuổi Giáp Tý trong tháng 3 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý anh có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.